Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 1 tháng 12 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm chết 25 người, bị thương 14 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 2.656 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý khác, một nữ sinh tại Kiên Giang bị tai nạn và mảnh vỡ của mũ bảo hiểm kém chất lượng đã đâm vào mặt, khiến cho em Giang Thị Cẩm Đào bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn xảy ra vào ngày 20 tháng 11, nhưng đến nay tình trạng của nữ sinh này vẫn chưa thể dự báo tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nạn nhân bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt và đầu do tai nạn giao thông. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Cẩm Đào bị gãy xoang trên trán, chảy dịch tủy não, xuất huyết ổ bụng, ói ra máu. Bác sĩ điều trị đã tiến hành tiểu phẫu dẫn đến chuyển dịch não. Hiện tại tình hình của bệnh nhân tạm thời ổn định nhưng vẫn thường xuyên bị nôn ói, chóng mặt. Bác sĩ cho biết đang tiếp tục theo dõi nạn nhân cho đến khi ổn định vết thương thì mới có hướng điều trị tiếp theo. Trước đó trên đường đi thăm thầy cô nhân ngày 20 tháng 11 thì Đào gặp tai nạn, mũ bảo hiểm của em đi cùng là mũ kém chất lượng nên bị vỡ, mảnh vỡ đâm vào mặt nữ sinh này gây chấn thương nghiêm trọng. Được biết gia đình Đào là hộ cận nghèo, mẹ em bị động kinh và cha thì làm mướn nuôi con đi học, viện phí hiện tại đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Tại ngã ba Phan Đình Giót, Phổ Quang, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện một chiếc hố tại đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất do sụt lún gây nên đã khiến cho các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn và người bị sụp hố té ngã. Theo quan sát, chiếc hố rộng gần 1 mét, sâu khoảng 20 cm, bị sụt lún có thể do cống thoát nước bên dưới bị vỡ, nước tràn dẫn đến xói mòn đất, ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường, rất dễ bị mở rộng thêm khi các phương tiện có trọng tải lớn chạy ngang qua. Đây là một trong những tuyến đường dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất nên tập trung rất đông phương tiện lưu thông qua lại. Trong giờ cao điểm chiều tối ngày 30 tháng 11, lượng phương tiện lưu thông qua lại với cường độ cao cộng thêm trời mưa khiến nhiều người không kịp quan sát đã bị té ngã khi vấp trúng miệng hố. Thời điểm này là thời điểm khách du lịch đổ về Mộc Châu Sơn La du lịch. Tuy nhiên thì vào thời điểm này sương mù tại đây xuất hiện rất dày, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là khi đi trên tuyến quốc lộ 6. Sương mù có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong ngày, nhưng thời điểm nhiều và dày đặc nhất thường là từ 6 giờ chiều hôm trước tới 8 giờ sáng hôm sau. Do đó lưu thông vào các thời điểm này, người dân không thể đi nhanh vì tầm nhìn bị hạn chế, thường chỉ được từ 10 đến 20 mét. Thậm chí có lúc không thể di chuyển vì không thấy đường, trong khi đường trơn trượt rất nguy hiểm. Là một người thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 6 này, tôi thấy rằng là cứ mỗi khi mùa đông về thì sương mù ở trên này nó rất là dày đặc, nó giảm cái tầm nhìn cho các lái xe, rất dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị phía chính quyền chúng ta là tiếp tục là kẻ thêm các cái vạch và tăng thêm các cái biển báo để cảnh báo cho những người tham gia giao thông, và những cái cột tiêu mà đã bị mờ hoặc là cũ thì chúng ta phải tô lại và chúng ta phải sơn lại để cho những người tham gia giao thông tránh được những cái tai nạn không đáng có. Mặc dù Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cắm các biển cảnh báo, sơn vạch kẻ đường nhằm giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn do sương mù gây ra, nhưng từ đầu năm tới nay, riêng trên đoạn quốc lộ 6 từ huyện Vân Hồ tới huyện Mộc Châu cũng đã xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông làm 14 người thiệt mạng. Nhiều vụ trong số này có nguyên nhân từ sương mù, lái xe bị khuất tầm nhìn dẫn đến tai nạn. Vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến đường cao tốc Hà Nội Lào Cai kéo dài 330 km sẽ đi qua 5 tỉnh thành và 36 quận huyện. Thay vì Hà Nội thì Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên được chính phủ đồng ý về nguyên tắc sẽ là cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai đầu tư xây dựng dự án này. Theo quy hoạch, đường vành đai 5 dài hơn 330 km chạy 36 quận huyện thành phố trực thuộc 8 tỉnh thành: Hòa Bình, Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Trong đó đoạn qua thành phố Hà Nội dài khoảng 48 km, qua tỉnh Hòa Bình 35,4 km, qua tỉnh Hà Nam 35,3 km, qua tỉnh Thái Bình 28,5 km, qua tỉnh Hải Dương 52,7 km, qua tỉnh Bắc Giang 51,3 km, qua tỉnh Thái Nguyên 28,9 km, qua tỉnh Vĩnh Phúc 51,5 km.
Trong giai đoạn 1 sẽ xây dựng 36 km đầu tiên qua Thái Nguyên và Vĩnh Phúc, quy mô đường 2 làn xe rộng 12 m với tổng mức đầu tư 1.600 tỷ đồng. Cầu thủ Neymar, tiền đạo của đội tuyển Brazil và câu lạc bộ Barcelona đã gặp tai nạn trên đường khi đang cầm lái chiếc siêu xe Ferrari 458 Spider đến sân tập. Rất may là tiền đạo Neymar không gặp chấn thương nào nghiêm trọng. Đoạn đường xảy ra tai nạn khá trơn trượt khiến anh mất lái khi đang điều khiển chiếc siêu xe Ferrari 458 Spider và quay tròn 180 độ trước khi va quệt với một chiếc xe khác di chuyển cùng chiều. Cú va chạm và bất ngờ khiến phần đầu của siêu ngựa Ý bị hư hỏng nặng. Chiếc Ferrari 458 Spider gặp nạn của Neymar được trang bị khối động cơ V8 dung tích 4,5 lít, công suất tối đa 570 mã lực tại 9.000 vòng một phút và mô men xoắn cực đại 398 feet tại 6.000 vòng trên một phút. Theo như công bố ban đầu, sẽ chỉ có 499 chiếc Ferrari LeFerrari Cooper được xuất xưởng. Tuy nhiên, thì vào tháng 8 vừa qua, giám đốc điều hành của Ferrari là Sergio Martino đã công bố mô hình thứ 500 sẽ được hãng sản xuất và đấu giá từ thiện ủng hộ những nạn nhân trong trận động đất tại một thị trấn ở miền trung nước Ý. Mặc dù không có dự đoán trước cho giá bán cuối cùng, tuy nhiên chắc chắn là chiếc LaFerrari thứ 500 sẽ được bán với giá cao hơn bất kỳ một mô hình nào từng được bán từ trước đến nay, có thể là trên 5 triệu đô la Mỹ. Ferrari LaFerrari chính là mẫu hypercar đình đám nhất mà hãng xe Ý từng sản xuất. LaFerrari được thừa hưởng rất nhiều công nghệ từ đường đua F1 và điều này đã khiến nó nổi tiếng ngay từ lúc ra mắt vào năm 2013. Những công nghệ đó bao gồm hệ thống thu hồi động năng, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và kiểm soát trượt điện tử F1 tích hợp hệ thống hybrid. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải giải quyết dứt điểm tình trạng xe khách trá hình và bến xe khách không phép trên địa bàn. Theo đó, lập đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải tại 85 điểm có hoạt động đón trả khách hiện nay, đặc biệt là tại khu đất số 419 đường Lê Hồng Phong, phường 2, quận 10. Trước đó, 12 doanh nghiệp vận tải đã viết đơn kiến nghị, người dân bức xúc viết đơn tố cáo liên quan đến các vi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Doanh nghiệp vận tải này đã sử dụng khu đất số 419 đường Lê Hồng Phong làm chỗ đón trả khách trái phép. Công ty cổ phần vận tải 57 Hà Nội vừa được Bộ Giao thông Vận tải cấp phép triển khai thí điểm ứng dụng taxi 57. Theo đó, khi đặt xe qua dịch vụ này, giúp hành khách tiết kiệm chi phí, giảm thời gian chờ đợi, cùng với những tiện ích như ước lượng cước phí, xem lịch sử di chuyển. Công ty cổ phần vận tải 57 Hà Nội cũng vừa cho ra mắt thương hiệu Thành Công Car. Những ô tô triển khai dịch vụ không phải gắn biển hiệu và số điện thoại trên xe như taxi truyền thống, mà chỉ dán tem nhãn hiệu Thành Công Car để nhận diện. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng cần phải xem xét lại việc cấp phép chuyến bay của Cục Hàng không Việt Nam. Tại các sân bay ở nước ngoài, hãng hàng không muốn xin một chỗ đỗ, tăng chuyến bay vô cùng khó khăn. Trong khi ở nước ta, các hãng cứ đề nghị tăng chuyến là được, nên Cục Hàng không Việt Nam phải xiết lại tăng chuyến bay. Bên cạnh việc yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam cấp phép bay phải tương ứng với năng lực đáp ứng của hạ tầng hàng không, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các cơ quan chức năng điều tiết các phương thức vận tải hợp lý, tránh tình trạng hàng không tăng trưởng cao, làm vỡ kế hoạch của các loại hình vận tải khác, đặc biệt là đường sắt. We'll be right back.
Theo quy định của thông tư 58, đến hết năm 2020, lộ trình đổi giấy phép lái xe mô tô từ vật liệu giấy bìa cứng sang vật liệu nhựa PET mới kết thúc. Nhưng do nghe thông tin không chính xác nên hàng nghìn người dân thủ đô Hà Nội đã đổ xô đi làm thủ tục xin cấp đổi lại giấy phép lái xe mô tô, gây ra tình trạng quá tải. Ghi nhận sau của phóng viên Giao thông An toàn. Ai cũng muốn được lấy đầu số để kịp đổi giấy phép lái xe vật liệu PET. Có người được lấy số, cũng có người phải ngậm ngùi ra về dù phải chờ đợi rất vất vả. Tại vì chen chúc nhau này cũng vất vả lắm. Đi xa và đi rất là sớm đến đây xếp hàng này, đi từ 6 giờ đấy. Ở đây là ở gần đây còn những người đi xa họ đến đây rất sớm. Đến đây nhiều người và đi từ 4-5 giờ sáng đến đây xếp hàng rồi. Tình trạng quá tải ở các trung tâm cấp đổi giấy phép lái xe đã tái diễn nhiều tháng nay. Mất công, mất việc đã đành, nhưng nhiều người còn phải mất tiền cho các đối tượng cò mồi mà vẫn chưa thể đổi được giấy phép lái xe. 250 quá co và đấy người ta bảo là về nộp 135.000 để đóng phí đổi rồi 385.000 tổng. Không đi lại đợi thì nó hơi lâu, nói chung một tuần này rồi. Theo quy định của thông tư 58 của Bộ Giao thông Vận tải, thời hạn đổi giấy phép lái xe ô tô là ngày 31 tháng 12, còn đối với xe mô tô đến năm 2020 mới hết hạn. Nhưng nhiều đối tượng đã tung tin đồn là không đổi giấy phép lái xe mô tô trước năm 2016 sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt hoặc người lái sẽ phải thi lại lý thuyết. Tôi đọc trên đấy là bảo là cứ 31 tháng 12 là đổi bằng phép lái xe là mất phí thấp, còn sang 2017 là bắt buộc phải thi lại chứ không cho đổi nữa. Ra đến đây thấy từ sáng đông quá thì bắt buộc phải ra nhờ họ ở ngoài cổng họ làm cho. Không chỉ có Hà Nội, tình trạng người dân xếp hàng đổi giấy phép lái xe đang tái diễn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trước thực trạng quá tải tại nhiều trung tâm cấp đổi giấy phép lái xe do quy định cấp đổi giấy phép lái xe từ vật liệu giấy sang vật liệu nhựa, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất sửa thông tư 58. Và chiều nay, thì phóng viên Giao thông An toàn đã có cuộc trao đổi với bà Phan Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam để làm rõ hơn những nội dung mới của thông tư này. Thưa bà có thể cho biết là cái quy định cấp đổi giấy phép lái xe từ bìa cứng sang chất liệu mới thì có thực sự là cần thiết và phù hợp trong cái hoàn cảnh hiện tại không ạ? Hiện nay thì cái việc chuyển đổi giấy phép lái xe từ cái vật liệu cũ sang vật liệu mới thì đang hết sức là cấp thiết. Chất liệu mới của cái giấy phép lái xe thì hết sức là phù hợp và với thông lệ quốc tế. Hiện nay các nước như là bên cạnh chúng ta, nước Lào, Campuchia thì đều đã sử dụng các cái vật liệu giấy phép lái xe này rồi. Từ khi mà có cái quy định là đổi giấy phép lái xe sang cái vật liệu mới thì đã có rất là nhiều đối tượng tung tin đồn nhảm, khiến cho dư luận hoang mang, từ đó dẫn đến cái tình trạng quá tải tại các cái trung tâm cấp đổi giấy phép lái xe. Bà có thể cho biết là khi mà có cái tình trạng quá tải như thế thì sẽ gây ra những cái khó khăn như thế nào cho các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như là gây ra những cái tổn thất và những cái khó khăn như thế nào về phía người dân ạ? Người dân có nhu cầu quá lớn, tăng đột biến thì các cơ quan quản lý nhà nước phải bố trí thêm nhân lực, bố trí làm ngoài giờ thứ bảy, chủ nhật. Người dân thì do cái số lượng đổi tăng lên đột biến như thế thì người ta sẽ phải mất công thời gian chờ đợi. Ngoài ra thì có thể là nhiều người cả tin thì tin vào các cái đối tượng xấu thì phải trả tiền cò mồi. Thứ ba là Bộ Giao thông đang có một cái dự thảo thông tư mới về việc cấp đổi giấy phép lái xe chất liệu mới. Bà có thể cho biết cái nội dung của cái dự thảo thông tư này được không ạ? Nắm bắt được những cái nhu cầu thực tế, đồng thời để tạo thuận lợi cho người dân, xây dựng cái dự thảo cái thông tư thay thế thông tư 58 theo cái hướng là bằng lái xe còn hạn thì chưa phải đổi, và cũng bỏ cái quy định chế tài về cái việc là phải thi lý thuyết nếu như không đổi. Và đề nghị người dân là không nghe theo những cái tuyên truyền không chính xác của các cái đối tượng không tốt để dẫn đến là phải ồ ạt đi đổi giấy phép lái xe máy. Dạ vâng, xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Thông tin trên cũng đã khép lại bản tin Giao thông An toàn ngày 1 tháng 12 của kênh VTC14. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.